Chào anh chị và các bạn, hôm nay em sẽ review cho anh chị và các bạn xem thêm một số cái mẫu mà thuộc về cái móc khóa. Móc này là thuộc về móc quần á. Đây, thì anh chị và các bạn xem chi tiết ha. Thì như một chùm như thế này là nó sẽ đóng gói là 10 cái anh chị và các bạn. 2 nè, 4, 6, 8 và 10 cái. Và trên cái sản phẩm nó sẽ in, nó sẽ dán, thứ nhất là quả banh nè. Nói chung là về cái kiểu thì nó sẽ ngẫu nhiên nha anh chị và các bạn. Cái kiểu của đó nó sẽ ngẫu nhiên. Rồi, cho các anh chị và các bạn xem chi tiết nè. Đây, cái này thì nó là hình quả banh ha. Nhưng mà cái thằng này thì nó hình khác. Thì cái mẫu mã anh chị xem nè, ngẫu nhiên. Rồi, đây là mẫu thứ nhất ha. Cái mẫu thứ hai là cái mẫu này. Đây anh chị các bạn xem á, thì nó cũng đóng gói là một vỉ như vậy là như gì là 10 cái. Đó. Đây, cái sản phẩm này anh chị cho các bạn lưu ý nè. Nó có nhiều loại nha, nó nhiều loại, cái này là móc lỗ tai nè anh chị cho các bạn. Cái que này là cái que móc lỗ tai. Về móc lỗ tai ha. Thì ở đây nó có cái móc khóa, cái đây có cái bật này, cái bật để chúng ta bật bên lên để móc cho quần. Đó, thì cái móc khóa này là móc khóa trơn ha các bạn. Còn bên đây là nó có một cái loại giống như nút gô mình vậy đó. Các bạn xem chú ý chi tiết ha. Rồi. Rồi, cái móc quần tiếp theo em muốn review đó là cái móc này. Đó, cái mẫu này thì nó cũng đóng gói là 10 cái luôn. Thì nói chung là cái vỉ nào cũng 10 cái anh chị và các bạn. Thì mẫu nào cũng vậy, thì cái mẫu này nó cũng giống như cái mẫu vừa nãy em vừa review, nhưng mà nó khác là khác chỉ móc tay nè. Cái móc tay thì trên này nó có hình ha. Đây, cái mẫu này nó không có hình. Đó, cái mẫu này không có hình ha, cái mẫu này nút gô. Đó, nó khác gì móc tay thôi. Và cái kiểu nó cũng khác luôn nha anh chị và các bạn. Đây, cái kiểu này thì trên này nó có một cái lỗ mắt nè, còn bên đây thì trơn ha, cái đây hình chiếc tim ha, đây là chiếc tim, còn đây là hình tròn đó anh chị chú ý ha. Đây còn một loại móc tay nữa đó. Cái mẫu này thì nó cũng móc tay, nhưng mà móc tay nó khác ha. Bên đây cái móc tay này là hình trái tim, hình trái hồ lô ha, còn cái móc tay này nó cũng giống cái màu vậy nhưng mà nó là khác. Cái này là hình elip ha, hình elip giống như hình chữ nhật vậy đó, hình tròn đó. Còn những cái móc tay này thì không có. Đây, cái loại này thì không có, cái loại này thì loại trơn thôi, nó không có hình trên này. Để chú ý xem ha. Thì cái kiểu nó cũng khác nhau. Đây nè, cái kiểu này là cái hình trái tim đó, còn cái kiểu này là không phải hình trái tim, mà cái này là hình tròn. Cái móc ở trên đó nha, cái móc trên là hình tròn, còn cái kiểu trên này nó lại khác. Cái kiểu này thì nó lại có cái đầu bẻ nè. Đó, thì nó lại có hình khác, là hình tròn nữa, hình tròn nhưng mà hình xoay được, còn thằng này nó không xoay được nha. Kêu đó là cái mẫu này cũng là móc quần đó, thì nó cũng đóng gói 10 cái luôn. Thì cái này trên này nó in hình quả banh ha. Cái này là in hình quả banh hết, tất cả in hình quả banh hết, nhưng mà cái mẫu mã nó khác nhau nha. Ý cái mà cái quả banh á thì màu sắc á trên cái hình quả banh nó sẽ thay đổi màu, nó ngẫu nhiên nha, chứ không có trùng hợp như vậy nha anh chị và các bạn đó. Cái mẫu quả banh này với cái mẫu quả banh này nó hình là cũng in quả banh nè. In bên đây in quả banh, bên đây in sen đó, nó có nhiều cái in. Nói chung là cái màu sắc và cái hình ảnh trên cái móc khóa nó sẽ khác nhau ngẫu nhiên, chứ không có trùng khớp được. Thì anh chị và các bạn chú ý ha. Đó, thì kích thước của sản phẩm này như thế nào thì có thể cập nhật vào website của em á để biết được cái kích thước ha. Và cái chi tiết hơn về cái giá thành cũng như là cái sản phẩm ha. Và nó còn một cái mẫu này nữa nè, cái mẫu này nè anh chị, cái mẫu này là cái mẫu cũng móc quần, móc khóa ha. Đó, rồi cái mẫu này là mẫu một mạ màu vàng, mạ đồng á anh chị và các bạn. Đây, si đồng á, màu sắc nó cũng đẹp.
Thì cái hình hài của cái mẫu ở trên đây nó có nhiều cái ngấn nè. Anh chị xem thì cái này nó vẽ được nè. Đây cũng vậy ha.